Xin chào các bạn, cô là tiến sĩ Ngô Nguyễn Quỳnh Như đến từ khoa Tài chính Ngân hàng của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Hôm nay cô rất vui khi chia sẻ với các bạn một video bài giảng trong chuỗi môn học quản trị tài chính. Video này sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất, cô sẽ chia sẻ với các bạn một nửa nội dung đầu của chương số 2, làm thế nào để tính được giá trị hiện tại của một khoản đầu tư. Và ở trong video phần 2, cô sẽ chia sẻ với các bạn những công thức đặc biệt giúp cho chúng ta rút ngắn được thời gian tính toán của mình. Video bài giảng này được biên soạn bởi khoa Tài chính Ngân hàng thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cô hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các bạn hiểu biết thêm về nội dung của môn quản trị tài chính để có sự chuẩn bị tốt nhất khi mình đi học tại lớp. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và học tập thật tốt trong video này nhé. Trước khi bắt đầu học nội dung của chương số 2, chúng ta hãy cùng ôn tập lại nội dung của chương 1. Đó là mục tiêu hoạt động và cách thức quản trị trong công ty cổ phần. Bây giờ hãy lấy giấy bút ra, viết xuống cho cô 4 điều mà các bạn nhớ nhất khi mình học chương 1 nào. Nó có thể là 4 từ khóa bằng tiếng Anh mà các bạn nhớ nhất, hoặc là 4 câu nói mà các bạn nhớ nhất trong chương 1. Cô sẽ để cho các bạn thời gian để suy nghĩ, nhớ lại và viết xuống nhé. Trong chương 1, các bạn đã được học về khái niệm quyết định đầu tư và quyết định tài trợ. Quyết định đầu tư là những quyết định liên quan đến việc mua hoặc là bán tài sản thực. Còn quyết định tài trợ là những quyết định liên quan đến việc mua hoặc bán tài sản tài chính. Và một cái mẹo đó các bạn phân biệt được tài sản thực và tài sản tài chính đó là mình sẽ liên tưởng đến bảng cân đối kế toán và những khoản mục nằm trên phần tài sản, nó sẽ được gọi là real assets. Còn những cái khoản mục nằm trên nguồn vốn sẽ được gọi là financial assets. Bên cạnh đó, chương 1 các bạn cũng được học về vai trò của giám đốc tài chính và chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn. Vậy thì giám đốc tài chính là trung gian ở giữa thị trường tài chính và hoạt động của công ty. Nguồn tiền huy động được từ các nhà đầu tư trên thị trường tài chính sẽ được đem đi đầu tư cho các hoạt động của công ty, và khi mà nguồn tiền tạo ra được từ các hoạt động kinh doanh này thì giám đốc tài chính sẽ đưa ra quyết định đó là tái đầu tư cho các hoạt động của công ty vào năm sau, hay là sẽ đưa tiền đó trả lại cho các nhà đầu tư dưới dạng là cổ tức. Tiếp theo, chương 1 các bạn học được về mục tiêu hoạt động của một công ty cổ phần. Đó chính là tối đa hóa giá trị tài sản của cổ đông. Tuy nhiên, mục tiêu hoạt động này chỉ là đối với các doanh nghiệp nằm ở phương Tây thôi. Còn đối với các doanh nghiệp ở phương Đông, thì mục tiêu hoạt động của một doanh nghiệp đó chính là tối đa hóa được giá trị lợi ích của số đông. Cuối cùng, trong chương 1, các bạn đã được làm quen với khái niệm đó là vấn đề đại diện. Vấn đề đại diện là một vấn đề đại diện cho mâu thuẫn về mặt lợi ích giữa chủ sở hữu của công ty và người đại diện cho chủ sở hữu là các nhà quản lý. Và bởi vì có vấn đề đại diện phát sinh, cho nên là sẽ làm cho công ty phát sinh ra chi phí đại diện. Như vậy thì các bạn cũng đã nhớ được khá ổn các cái từ khóa, các cái ý chính trong nội dung chương 1 rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng bước sang chương số 2 nhé. Chương số 2 của chúng ta đó là học về cách để mà tính được giá trị hiện tại của một khoản đầu tư. Và trước khi mình học về giá trị hiện tại thì chúng ta nhớ rằng là tiền là nó sẽ có giá trị thay đổi theo thời gian. Thời gian ở đây là thời gian hiện tại và thời gian trong tương lai. Vậy thì các bạn cần phải phân biệt được thế nào được gọi là future values và thế nào được gọi là present values, giá trị tương lai và giá trị hiện tại. Sau đó các bạn sẽ đi làm quen với dòng tiền đơn, single cash flow, chuỗi tiền, multiple cash flow, các cái dòng tiền hay chuỗi tiền đặc biệt như là chuỗi tiền đều vĩnh viễn, chuỗi tiền đều trong vòng N năm, chuỗi tiền có tốc độ tăng trưởng đều cho đến vĩnh viễn, chuỗi tiền có tốc độ tăng trưởng đều trong N năm. Vâng ạ, nghe rất là nhiều những cái thuật ngữ có vẻ phức tạp, nhưng mà các bạn cứ yên tâm là chúng ta sẽ đi từ từ, từng bước một để các bạn làm quen dần dần với những loại chuỗi tiền này nhé. Và ngoài ra thì trong chương này các bạn cũng học thêm được một cái nguyên tắc để giúp các bạn thẩm định được dự án. Nó gọi là Net Present Value Rules, nguyên tắc về giá trị hiện tại ròng. Rồi, đầu tiên nào, chúng ta sẽ đi làm quen với thế nào được gọi là giá trị tương lai và thế nào được gọi là giá trị hiện tại. Thì có một câu nói như thế này, một đô la ngày hôm nay luôn luôn có giá trị nhiều hơn một đô la vào ngày mai. Tại sao lại nói như vậy? Giả sử như là mẹ bạn cho bạn một đô la và nói rằng con hãy lựa chọn đi, nhận 1 đô la ngày hôm nay hay là con muốn nhận 1 đô la vào ngày mai. Theo bản lẽ tự nhiên chúng ta sẽ lựa chọn là nhận ngày hôm nay, đúng không nào? Tại vì 1 đô la ngày hôm nay con nhận rồi thì con có thể đem gửi ngân hàng, thì ngày mai cũng tạo ra được lãi suất, tạo ra được lợi nhuận và nó sẽ tăng cái giá trị 1 đô la của ngày hôm nay hơn. Vậy thì
Từ đây chúng ta thấy rằng là tiền thì sẽ có giá trị theo thời gian. Giá trị thời gian ở đây là gì? Đầu tiên là giá trị hiện tại, present value, được định nghĩa là giá trị ngày hôm nay của một khoản tiền. Còn future value, giá trị tương lai, có nghĩa là giá trị của khoản đầu tư nó đã được tăng trưởng lên thêm so với giá trị hiện tại nhờ vào cái việc là nó có sử dụng yếu tố lãi suất vào trong đây. Vậy thì hai khái niệm này thì sau đây là cô sẽ ký hiệu ha. Khi mà cô nói giá trị hiện tại, cô sẽ không nói là present value, cô nói là PV, viết tắt cho chữ present value. Và cô nói giá trị tương lai, cô sẽ nói là FV. FV là viết tắt cho chữ future value. Giả sử như ngày hôm nay cô đang có 100 đô, có nghĩa rằng PV của cô là 100 đô. Vậy thì các bạn hãy tính giúp cô coi là giá trị tương lai của số tiền 100 đô này sẽ là bao nhiêu sau 1 năm. Giả sử như là cô đưa cho các bạn ngày hôm nay 100 đô, sau đó các bạn gửi tiền vào trong ngân hàng và có lãi suất gửi là 7%. Vậy thì sau 1 năm, số tiền các bạn nhận được là bao nhiêu nào? Rồi bấm máy nhanh trả lời cho cô. Đó chính là 107 đô. Thì các bạn nói rằng là bỏ vào trong ngân hàng thì em sẽ nhận được tiền lãi cộng thêm cái tiền gốc tăng lên là 107 đô. Còn bây giờ nếu như mà cô hỏi các bạn hãy tính cho cô giá trị tương lai của 100 đô này sau N năm thì là bao nhiêu? Có vẻ các bạn đang còn lấn cấn đúng không? Rồi bây giờ hãy ghi công thức này vào trong tập nhé. FV của 100 đô ngày hôm nay nó sẽ bằng là 100 nhân cho 1 cộng R mũ N. Và R ở đây là lãi suất chiết khấu, là tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư. Còn N ở đây là số 5. Bây giờ lấy một cái ví dụ cũng là 100 đô đó, nhưng mà bây giờ cô muốn các bạn hãy tính cho cô giá trị tương lai trong 2 năm sau là bao nhiêu. Áp dụng công thức đó, các bạn sẽ lấy 100 nhân cho 1 cộng cho 7% và các bạn mũ 2 lên, lúc này các bạn sẽ ra được kết quả đó là 114,49 đô, hoàn toàn chính xác nhé, rất là nhanh. Rồi thì đây chính là cái công thức để chúng ta có thể xác định được cái giá trị tương lai của một cái khoản tiền hiện tại là 100 đô. Vậy thì bây giờ giả sử như cô không có 100 đô là hiện tại mà cô gọi là PV luôn. Hiện tại là cô có một khoản tiền đó là PV. Vậy thì hãy tính cho cô giá trị tương lai của PV trong vòng N năm sau nào. Thì từ đây các bạn có công thức khái quát như sau. FV sẽ bằng PV nhân cho 1 cộng R mũ N. Nhìn vào công thức tổng quát này, thử suy nghĩ cho cô câu hỏi sau. Theo bạn có bao nhiêu cách để tăng được FV lên nào? Theo các bạn có bao nhiêu cách để tăng được FV? Rồi các bạn có 3 cách nhé. Vì trong công thức tổng quát này chúng ta thấy rằng FV phụ thuộc vào PV, R và N. Vậy để tăng FV lên thì cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ tăng PV lên. Bài học đầu tiên cần phải nhớ đó là hãy tiết kiệm ngay khi có thể. Tại vì số tiền hiện tại mà các bạn để dành nó càng nhiều, gửi ngân hàng càng nhiều thì các bạn sẽ tăng được giá trị FV lên. Cách thứ hai đó là chúng ta tăng N lên đúng không? Và nhìn trong mức tổng quát này N nằm ở trên mũ số. Tăng N lên, điều này cho chúng ta bài học số 2 là gì? Hãy tiết kiệm càng sớm càng tốt. Cách thứ ba, tăng R. R ở đây là lãi suất chiết khấu, là tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư hoặc là lãi suất tiền gửi tiết kiệm chẳng hạn. Rồi bây giờ cô sẽ đi qua từng cách. Cách thứ nhất, tăng PV lên. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể tăng được cái số tiền gửi tiết kiệm hiện tại lên nào? À, vậy thì có một cái nguyên tắc, đó là nguyên tắc 6 chiếc lọ tài chính có thể giúp cho các bạn kiểm soát được cái nguồn thu nhập, cái chi tiêu, quản lý được dòng tiền mỗi tháng của chúng ta. Thì nguyên tắc 6 chiếc lọ tài chính này nói rằng là đối với thu nhập của chúng ta đó, các bạn sẽ dành nó ra là 55% để chi tiêu vô những cái khoản cần thiết như là tiền điện nước, tiền nhà, tiền ăn uống vân vân, xăng xe các kiểu. Tiếp theo là 10% là chúng ta sẽ dành cho các khoản tiết kiệm dài hạn. 10% dành cho việc là đầu tư vào kiến thức, đi học, giáo dục. 10% là dành cho cái việc là đầu tư vào những cái rủi ro hơn, nó gọi là lọ tự do tài chính. Và 10% là để hưởng thụ và 5% là làm từ thiện. Ví dụ như là mình sẽ dành 5% mình cho cha mẹ hoặc là mình làm những cái từ thiện khác. Thì đây chỉ là một cái tỷ lệ gọi là người ta cũng đã khảo sát chung rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể là thay đổi. Ví dụ như trong hình là mọi người thấy rằng là ở đây thì họ đã tư vấn là 50% cho những cái chi tiêu cần thiết và
10% là cho cái việc từ thiện tùy theo các bạn thôi. Tuy nhiên ở đây có một vấn đề, đó là hãy cố gắng làm sao dành dụm tối thiểu 10% thu nhập mỗi tháng dành cho việc tiết kiệm thì mình sẽ tăng được cái PV đó. Vậy thì làm sao có thể là dành được 10% như vậy? Thì nguyên tắc cuộn băng keo. Đây là một nguyên tắc có thể giúp cho các bạn cách để chúng ta phân loại được những cái chi tiêu của mình. Thì cuộn băng keo này như thế nào? Đó là các bạn hãy dùng cuộn băng keo này chia tách cái tủ quần áo của mình ra và xem coi là những cái bộ đồ nào á mà mỗi ngày mà mình hay lấy ra mình mặc, thì mình sẽ lấy ra, mình để ở phía bên tay phải của cuộn băng keo. Thì sau một tháng, các bạn chợt nhận ra rằng là những cái vật mà mình sử dụng, những bộ quần áo mà mình mặc, thật ra nó chỉ chiếm 20% trong số lượng trong tủ thôi. Thì đây là một khảo sát và một thực nghiệm mà người ta cũng đã làm rồi, để cho chính bản thân chúng ta phải nhìn nhận thấy rằng là cái việc chi tiêu của mình đang có những thứ là không cần thiết lắm. Tiếp theo đó là gì? Nguyên tắc 24 giờ. Thì nguyên tắc này được người Nhật họ nghĩ ra, đó là khi mà anh chi tiêu một khoản tiền lớn nào đó thì hãy dành 24 giờ để mà suy nghĩ coi có cần thiết hay không. Thì đối với các bạn, nếu như mà chúng ta đang đi học là sinh viên và có một khoản tiền cần chi tiêu có trị giá trên 500.000, thì các bạn hãy dành 24 giờ đồng hồ để suy nghĩ coi là mình có thực sự cần thiết phải chi cái số tiền này hay không, và sau 24 giờ rồi mình hẳn đưa ra quyết định, và mình không nên đưa ra quyết định vội vàng. Cách thứ ba đó là gì? Phân biệt giữa những cái điều mà mình muốn và những điều mà mình cần. Thì đây là cái sự khác biệt giữa cách chi tiêu giữa người giàu và người nghèo. Bởi vì là khi mà những cái người mà người ta trở thành tỷ phú hoặc là người giàu có đó, trong một cuộc khảo sát thì họ được phỏng vấn rằng là cái nguồn chi tiêu của họ như thế nào, thì đa phần họ đều trả lời rằng là họ đầu tư vô những cái tài sản thay vì đầu tư vô những cái tiêu sản. Do đó chúng ta đang ở mức độ là đang tập tành học về cái việc là quản trị tài chính cá nhân của mình. Thì các bạn hãy làm sao bản thân mình phải tự ý thức hiểu được rằng là cái đó là cái điều mình cần hay là điều mình muốn, để mà tránh chi tiêu nhầm nhiều vô những điều mà các bạn muốn. Cách thứ hai đó là mình tăng N lên. Thì như lúc nãy cô có nói rồi, tăng N lên có nghĩa rằng là chúng ta nên tiết kiệm càng sớm càng tốt, đúng không nào? Bao nhiêu tuổi tiết kiệm thì là tốt nhất? Thì ngay từ ngày hôm nay, nếu như các bạn đã học được video này, thì hãy thay đổi tư duy và lên một cái lộ trình kế hoạch để mà mình có thể tiết kiệm càng sớm, thì sẽ tạo ra được cái giá trị trong tương lai càng nhiều. Và cách thứ ba đó là tăng lãi suất, đúng không nào? Khi mà tăng lãi suất như vậy thì các bạn sẽ nói rằng là thì em sẽ chọn ngân hàng có uy tín và có trả lãi suất mà nó cao, thì em chọn để mà em gửi. Đúng rồi, và khi mà chúng ta tìm hiểu cái việc là lãi suất gửi ngân hàng nào cao nhất như vậy, thì các bạn sẽ thấy ra được rằng là mỗi cái lãi suất nó sẽ thay đổi tương ứng với việc các bạn gửi kỳ hạn, nó khác nhau. Kỳ hạn ở đây là gì? Ví dụ có bạn là gửi kỳ hạn là theo từng tháng, mỗi tháng các bạn gửi tiền vào, có bạn là chọn kỳ hạn gửi hàng quý, tức là các bạn sẽ gửi cứ 3 tháng các bạn gửi tiền một lần, có bạn thì lại gửi là 1 năm, hoặc các bạn gửi là 6 tháng. Vậy thì đối với trường hợp mà chúng ta gửi mà có cái sự ghép lãi khác nhau như thế này, thì công thức để mà tính được giá trị tương lai lúc này sẽ thay đổi. Và người ghi vào trong tập cho cô công thức này nhé. FV của các bạn sẽ bằng gì nào? PV nhân cho 1 cộng cho R chia cho M, tất cả mũ lên cho N nhân M. Và ở đây thì có một câu nói mà nhà khoa học Albert Einstein từng nói và cô cảm thấy rất là thích, đó là cái sức mạnh mà nó vĩ đại nhất trong vũ trụ này là sức mạnh của lãi suất kép. Lãi suất kép, lãi suất kép được hiểu giống như là lãi chồng lên lãi. Nó khác so với lãi suất đơn, tức là mình nhận được tiền lãi nhưng mình không rút ra hàng tháng, mình không rút ra hàng kỳ, mình cứ để cho nó cộng dồn như vậy. Và vì cái việc là mình đang sử dụng cái sức mạnh của lãi suất kép như vậy, thì nó sẽ tạo ra được cái giá trị rất là lớn, tạo được giá trị tương lai của các bạn rất là lớn. Rồi mọi người nhìn giúp cô cái biểu đồ sau đây. Biểu đồ sau đây minh họa cho các bạn thấy được rằng là khi mà chúng ta chọn một cái lãi suất R nó càng cao thì cái FV của các bạn nó càng cao. Đây mọi người nhìn giúp cô đồ thị này. Có phải là cái giá trị hiện tại cô đang có là 100 đô đúng không nào? Và nếu như mà cô chọn lãi suất là 5% thì số tiền cô nhận được nó chỉ là cái đường màu vàng thôi. Còn nếu như là 10% thì nó đã tăng lên đường màu xanh rồi. Và nếu như mà là 15% thì các bạn thấy rằng là cái đường màu xanh nước biển nó còn cao hơn nữa. N tăng lên, R tăng lên, FV tăng lên. Rồi bây giờ sẽ làm một bài tập để cho các bạn vận dụng cách tính được giá trị tương lai
của một dòng tiền đơn nhé. Thì một dòng tiền đơn này chúng ta có thể áp dụng trong thực tế, đó là bài toán mà mình gửi tiết kiệm và các bạn hiện tại mình tiết kiệm được một số tiền là A, và các bạn hãy tính thử cho cô coi là sau N năm, giá trị tương lai của khoản tiền A này các bạn nhận được sẽ là bao nhiêu. Rồi nhớ là hãy vận dụng công thức FV bằng BV nhân cho 1 cộng R chia M tất cả mũ N nhân M nhé. M ở đây được gọi là số lần ghép lãi trong một năm. Giả sử như cô chọn cái việc là gửi tiền mà với cái kỳ hạn gửi là hàng ngày đi, thì lúc này một năm cô sẽ có 365 lần ghép lãi, M bằng 365. Tương tự cô chọn cái việc là gửi hàng tháng đi, kỳ hạn gửi hàng tháng, thì như vậy là một năm của cô sẽ có 12 lần ghép lãi. Số lần ghép lãi càng nhiều thì giá trị trong tương lai cũng càng cao. Tuy nhiên mọi người phải lưu ý cho cô đó là chúng ta còn có sử dụng thêm lãi suất nữa. Lãi suất của ngân hàng nó sẽ thay đổi tương ứng với từng cái kỳ hạn gửi khác nhau. Đây là một bài tập cho các bạn vận dụng. Hãy áp dụng công thức mà mình vừa được học và tính nhanh cho cô giá trị tương lai của 4 khoản đầu tư ABCD như sau. Viết rằng là khoản đầu tư hiện tại là cô đang có là 25.100 đô. Vậy thì tương ứng với từng cái lãi suất gửi khác nhau nè, kỳ hạn ghép lãi khác nhau nè, và thời gian khác nhau, hãy tính cho cô coi giá trị tương lai các bạn nhận được là bao nhiêu. Đáp án sẽ có sau video clip này nhé. Chúng ta đã làm quen xong với cái giá trị tương lai rồi. Bây giờ hãy tiếp đến giá trị hiện tại. Thì từ công thức giá trị tương lai, nếu như các bạn lấy FV chia ngược lại cho 1 cộng R mũ N thì rõ ràng các bạn sẽ tính được PV đúng không nào? Hay nói cách khác, cô sẽ ghi là PV bằng FV nhân cho 1 chia cho 1 cộng R mũ N. Vậy thì cái phần mà màu đỏ mà mọi người đang nhìn thấy trên slide nè, 1 chia 1 cộng R mũ N này, nó còn được gọi là nhân tố chiết khấu. Nhân tố chiết khấu. Vậy thì nhân tố chiết khấu ở đây là cái gì? Có nghĩa rằng là số tiền, nói như là số tiền hiện tại các bạn sẵn sàng bỏ ra để nhận được 1 đô la vào năm thứ N. Nhân tố chiết khấu có nghĩa là số tiền hiện tại các bạn sẵn sàng bỏ ra để nhận được 1 đô la vào năm thứ N. Vậy thì để tính được cái giá trị hiện tại, chúng ta chỉ cần lấy cái giá trị tương lai mình muốn nhận được ở năm thứ N là bao nhiêu, rồi mình nhân cho cái nhân tố chiết khấu đó là chúng ta sẽ tính được giá trị hiện tại. Rồi bây giờ cùng coi một cái ví dụ sau với cô nhé. Giả sử như bây giờ cô nói rằng là nếu như sau 2 năm cô muốn nhận được một số tiền là 114,49 đô, thì hỏi là hiện tại cô cần gửi vào bao nhiêu tiền. Thì các bạn lập tức sẽ nhớ, ví dụ này hồi nãy cô mới vừa cho rồi, thì là hiện tại cô cần gửi là 100 đô. Tuy nhiên trong trường hợp mà các bạn không có nhớ tới cái ví dụ vừa nãy, vậy thì hãy áp dụng ngay công thức này. Hiện tại số tiền mà cô cần gửi PV sẽ bằng FV nhân cho discount factor, đúng không nào? FV của cô là 114,49 và cô nhân cho discount factor của 2 năm là 1 chia cho 1 cộng 7% mũ 2, và cô cũng lập tức ra được đáp án là 100 đô. Từ công thức tính được giá trị hiện tại thì các bạn dễ dàng thấy được rằng là mối quan hệ giữa giá trị hiện tại và lãi suất chiết khấu đó là gì nào? Mối quan hệ cùng chiều hay ngược chiều mọi người? Đó là mối quan hệ ngược chiều nhé. Các bạn có thể nhìn thấy công thức như sau. Đó, mối quan hệ ngược chiều. Như vậy điều này có nghĩa là gì? Khi mà cái lãi suất chiết khấu, khi mà cái tỷ suất sinh lợi đòi hỏi của cô càng tăng lên thì điều đó sẽ làm cho giá trị hiện tại của khoản đầu tư đó càng giảm xuống. Mọi người có thể nhìn vào cái đồ thị sau. Đồ thị sau có nghĩa là cùng một cái giá trị ở trong tương lai mà cô muốn nhận là 100 đô đi. Nhưng mà bây giờ nếu như mà cái lãi suất, tỷ suất sinh lợi đòi hỏi cô muốn nó là 5%, thì giá trị hiện tại của cô là cái đường màu cam đó, mọi người thấy không? Nó cao. Nhưng mà đến 10%, tức là hình tam giác màu xanh lá cây á, thì mọi người thấy rằng là nó sẽ làm giảm cái giá trị hiện tại của khoản đầu tư đó của cô xuống. Tương tự, nếu như mà lãi suất lúc này là 15%, là cái hình mà nó có chữ dấu X mà màu xanh nước biển á, thì nó sẽ làm giảm giá trị hiện tại của cô xuống thấp hơn nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng vận dụng công thức tính giá trị hiện tại vừa rồi để làm thử một ví dụ sau đây nhé. Ví dụ sau nói rằng là ông A
đang muốn đầu tư một số tiền để mà sau đó ông ta sẽ nhận được 555.000 đô tại cuối năm thứ ba. Vậy thì ông ta nên lựa chọn khoản đầu tư nào? A là một khoản đầu tư có lãi suất là 8,2% một năm và ghép lãi hàng ngày. B là khoản đầu tư 8,9% một năm ghép lãi hàng tháng. Và C là khoản đầu tư có lãi suất là 9,2% và được ghép lãi hàng quý. Vậy thì ở đây các bạn thấy rằng là cùng một cái giá trị tương lai sau 3 năm, FV3 bằng 555.000 đô đúng không nào? Và họ lại lựa chọn nên lựa chọn khoản đầu tư nào? Các bạn sẽ cần làm giúp cho cô tính giá trị hiện tại lần lượt của trường hợp A, trường hợp B và trường hợp C. Áp dụng công thức PV bằng FV chia cho 1 cộng R mũ N. Mọi người lưu ý cho cô là ở đây là đề bài cho các bạn là có cái kỳ hạn ghép lãi. Khi mà có kỳ hạn ghép lãi thì lãi suất của chúng ta sẽ chia thêm cho M và số năm của chúng ta sẽ nhân lên cho M. Thì lãi suất ở đây là 8,2% một năm đó. 8,9% một năm và 9,2% một năm. Trường hợp A, M là bao nhiêu nào? Nếu mà mình ghép lãi hàng ngày M là bao nhiêu? M là 365. Trường hợp B, nếu như ghép lãi hàng tháng thì M là 12. Và trường hợp C, ghép lãi hàng quý M của các bạn là 4. Và khi mà các bạn đã dùng công thức PV rồi thì chúng ta sẽ so sánh coi là giá trị hiện tại của khoản nào thấp nhất và chúng ta lựa chọn. Rồi cô sẽ cho các bạn làm thử nhé. Và đáp án đây chính là khoản đầu tư C. Bây giờ chúng ta hãy coi cái ứng dụng tại sao mà mình cần phải đi tính giá trị hiện tại của một khoản tiền như thế này. Giả sử như bây giờ cô đang muốn mua một căn nhà chẳng hạn đi. Thì cái người môi giới bán cho cô căn nhà này với giá là 370.000 đô. Họ mới nói với cô rằng là họ tư vấn với cô là mua căn nhà này và cuối năm thì có thể bán được liền với giá là 420.000 đô. Vậy thì hỏi là cô có nên mua căn nhà này hay không? Đây, thì lúc này các bạn mới thấy được rằng là đầu tiên là cô sẽ cần xác định coi là cái việc mà cô bỏ tiền nhàn rỗi của mình để mà mua căn nhà này là cô cần đòi hỏi một cái lợi nhuận là bao nhiêu phần trăm một năm. Thế thì cô mới nghĩ rằng là cái việc mà đầu tư mua nhà này nè, sau khi mà cô được người môi giới tư vấn và coi như cô giả định nha, cô giả định rằng là lúc này thị trường bất động sản nó khá là an toàn và cái mức độ rủi ro của nó ngang bằng với mức độ rủi ro của tín phiếu kho bạc nhà nước. Nếu như mà cô đầu tư mua tín phiếu kho bạc nhà nước thì lãi suất mà nó trả cho cô, nhà nước trả cho cô là 5% một năm. Vậy thì cô giả sử rằng cái mức rủi ro nó tương đương nhau nên là cái lợi nhuận mà cô đòi hỏi cho cái việc mà cô đầu tư mua nhà này là 5% một năm. Đây chính là cái chi phí cơ hội của việc sử dụng tiền mua nhà của cô, 5%, R bằng 5% một năm. Sau khi mà cô xác định được cái chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn rồi thì cô sẽ đi tính cái giá trị hiện tại của căn nhà này là bao nhiêu. Ở thì căn nhà này là sau một năm bán được với giá là bao nhiêu nào? 420.000 đô đúng không? Thì cô sẽ đi chiết khấu nó về hiện tại. Cô lấy PV bằng C1 chia cho 1 cộng R mũ 1, tức là 420.000 cô chia cho 1 cộng 5% mũ 1 và cô lập tức ra được giá trị hiện tại của căn nhà này là 400.000 đô. Khi mà đã thẩm định được cái giá trị hiện tại của căn nhà là 400.000 đô rồi thì cô mới thấy rằng là bây giờ mà cô bỏ ra 370.000 đô để mua căn nhà này rồi cô sẽ nhận được cái lợi nhuận một năm sau bán là 420.000 đô, tức là 400.000 đô ở hiện tại đó, thì tổng cộng lại là cô vẫn còn cái tiền lợi nhuận ròng là 30.000 đô. 30.000 này tức là cô lấy 400.000 cô trừ đi cho 370.000 và lợi nhuận ròng này được có tên gọi tiếng Anh là net present value, giá trị hiện tại ròng, tức là giá trị hiện tại còn lại sau khi đã trừ đi chi phí đầu tư ban đầu. Thì cô thấy rằng là cái việc mà đầu tư mua nhà này và một năm sau bán liền thì rõ ràng mang lại lợi nhuận, cô chấp nhận cái việc đầu tư này. Từ đây cô khái quát hóa công thức NPV như sau. NPV sẽ bằng PV trừ đi cho required investment. Hay nói cách khác, nếu như trong cái trường hợp vừa rồi đó, tức là cô chỉ đầu tư trong vòng một năm thôi, thì NPV nó sẽ bằng C0
cộng cho C1 chia cho 1 cộng R, và mọi người nhớ là C0 của cô là mang giá trị âm, thể hiện là cái tiền mà cô bỏ ra để mà cô mua cái căn nhà đó. Ở phương Tây thì họ có một câu như thế này: high risk, high return. Còn ở Việt Nam chúng ta thì có câu là làm liều và ăn nhiều. Thì rất là đơn giản, dễ hiểu thôi. Cái gì mà nó càng rủi ro thì nó sẽ có một cái lợi nhuận đòi hỏi càng cao, đúng không nào? Giả sử như là cùng ở trong một bệnh viện đi, nhưng mà nếu như mà công việc mà chỉ là lễ tân, ngồi tiếp khách hàng ở dưới, ghi nhận sổ sách thôi, 8 tiếng một ngày, với lại một công việc là bác sĩ phải luôn túc trực ở phòng cấp cứu để mà cứu chữa bệnh nhân, thì công việc bác sĩ rõ ràng là mang tính rủi ro hơn nhiều, nên là mức thù lao của bác sĩ sẽ cao hơn so với là mức thù lao của những cô mà ở quầy lễ tân. Như vậy thì ở đây cũng vậy, những khoản đầu tư nào mà nó có rủi ro cao thì nhà đầu tư sẽ đòi hỏi một cái lợi nhuận càng cao. Và khi mà cái lợi nhuận của họ đòi hỏi càng cao thì cái giá trị hiện tại của khoản đầu tư đó sẽ càng thấp. À, tại vì sao? Vì mọi người nhớ cho cô là công thức PV của chúng ta. PV nó bằng FV nhân cho discount factor. Đúng không ạ? Nhân tố chiết khấu đó. Cho nên là nếu như mà cái lãi suất chiết khấu nó càng tăng lên thì PV nó sẽ càng giảm xuống. Bây giờ mọi người hãy cùng coi thử một cái ví dụ cũng là về vấn đề mua nhà vừa rồi ha. Thì vừa rồi đó là một cái câu chuyện, đó là cô nói rằng là người môi giới họ tư vấn cho cô là bây giờ mua nhà đi, một năm sau bán được với giá 420.000. Thì trường hợp 1 là cô đang giả sử rằng là cái việc mà mua nhà này có mức rủi ro ngang với việc là cô đi mua tín phiếu kho bạc nhà nước. Thì lúc này cô giả định là chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn R nó chỉ là 5% thôi. Bây giờ giả sử như là trường hợp 2, đó là cái việc mua nhà này cô đánh giá nó có mức độ rủi ro ngang với thị trường chứng khoán. Và nếu như mà cô đầu tư tiền của cô vô thị trường chứng khoán, mua cổ phiếu đó, thì lợi nhuận nó tạo ra cho cô là 12% một năm. Như vậy trong trường hợp 2, lúc này cái chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn của cô đã tăng lên là 12% một năm rồi. Và điều này đã làm cho giá trị hiện tại của căn nhà của cô nó thay đổi. Thay đổi như thế nào nào? Mọi người cùng bấm máy tính với cô. Đó là các bạn sẽ lấy 420.000 chia cho 1 cộng 12% của 1 và ra được là 375.000 đô. Có phải là khi mà R tăng lên sẽ làm cho PV giảm xuống, đúng không nào? 375.000 đô. Rồi. Thì nếu như mà cô nhìn nhận rằng là cái việc mà mua nhà này có cái mức rủi ro ngang với lại thị trường cổ phiếu đó, thì lúc này giá trị hiện tại ròng của cô nó chỉ còn là 5.000 đô thôi, tức là tiền mà cô thẩm định là giá trị hiện tại của cái căn nhà này lúc này là 375.000 đô, và cô trừ đi cho tiền mà bỏ ra ban đầu mua căn nhà là 370.000 đô, cô chỉ còn lại 5.000 đô thôi. Vậy thì nguyên tắc giá trị hiện tại ròng là gì? Đó là chúng ta sẽ chấp nhận dự án nếu như NPV mang dấu dương, và chúng ta sẽ từ chối dự án nếu như NPV mang dấu âm. Vậy thì trường hợp NPV bằng 0 là như thế nào? NPV bằng 0 là dự án này là huề vốn. Thì việc chấp nhận hay không chấp nhận là tùy thuộc của nhà đầu tư. Các bạn có thể là chấp nhận vì nó tạo ra cho mình cái kinh nghiệm. Còn mình có thể là mình từ chối vì mình cảm thấy là nó không có tạo được lợi nhuận, mình không hài lòng. Rồi bây giờ cùng coi một cái ví dụ sau. Cũng là ví dụ đó, và chúng ta hãy cùng áp dụng công thức NPV nè. Thì lúc này C0 cộng PV nó sẽ là âm 370.000 cộng cho 420.000 chia cho 1 cộng 5% là ra được là 30.000 đô. Vì NPV dương nên là trong trường hợp 1 á, là cô sẽ chấp nhận việc mua căn nhà này. Vậy thì bên cạnh cái nguyên tắc về giá trị hiện tại ròng thì còn nguyên tắc nào để giúp chúng ta đưa được quyết định là chấp nhận hay từ chối một dự án? Câu trả lời là còn, đó chính là nguyên tắc về tỷ suất sinh lợi nội bộ. Vậy thì chúng ta sẽ chấp nhận một dự án nếu như mà cái tỷ suất sinh lợi của nó lớn hơn cái chi phí mà chúng ta bỏ ra. Cô giả sử rằng là cũng là cái việc mua nhà đó, thì cái chi phí cơ hội, cái chi phí và cái chi phí cơ hội mà cô đầu tư mua nhà đó là nó ngang với cái việc là cô đầu tư mua cổ phiếu là 12%. Bây giờ cô cần tính coi là cái tỷ lệ lợi nhuận từ việc mua nhà là bao nhiêu nè. Thì để tính được tỷ lệ lợi nhuận, chúng ta sẽ lấy lợi nhuận chia cho tiền đầu tư ban đầu. Lợi nhuận ở đây là gì? Là chênh lệch trong cái giá bán căn nhà. Cô mua căn nhà giá 370.000 và cô bán nó ra với giá 420.000. Thì lợi nhuận của cô lấy 420.000 trừ 370.000
rồi tất cả chi cho tiền bỏ ra ban đầu là 370.000, thì các bạn sẽ ngay lập tức tính được là tỷ lệ lợi nhuận cô nhận được từ việc mua căn nhà này là 13,5%. Và bởi vì 13,5% nó lớn hơn cái chi phí cơ hội là 12%, đúng không? Nên là cô cũng chấp nhận dự án này. Vậy thì chúng ta đã đi qua được cái single cash flows rồi, có nghĩa là cái dòng tiền đơn đó. Bây giờ tiếp theo nội dung sẽ là multiple cash flow, là một chuỗi tiền. Thì chuỗi tiền khác gì so với dòng tiền? Nó sẽ là một tập hợp của nhiều dòng tiền, và lúc này không phải là hiện tại các bạn gửi tiền nữa, không phải là hiện tại phát sinh một dòng tiền duy nhất nữa, mà nó sẽ có nhiều dòng tiền ở nhiều năm khác nhau. Lúc này giá trị hiện tại của chuỗi tiền sẽ được tính như thế nào? Thì các bạn sẽ lần lượt lấy các dòng tiền phát sinh ở năm thứ Y và chúng ta đem chiết khấu về hiện tại. Rồi mọi người sẽ ghi công thức này cho cô nhé. PV là sẽ bằng sigma của các CI chia cho 1 cộng R mũ Y, và Y chạy từ 1 cho đến N. Mình sẽ coi một cái ví dụ sau để mà hiểu rõ hơn về cái chuỗi tiền này. Cô giả sử như là trong cái câu chuyện mà mua nhà vừa rồi đó, thì ở một cái góc độ khác, người môi giới họ tư vấn cho cô là mua căn nhà này đi. Thì năm thứ nhất là sẽ được nhận tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà là 20.000 đô. Rồi năm thứ hai là cũng có tiền thuê nhà là 20.000 đô luôn. Và đồng thời là bán căn nhà đó, thì họ bảo với cô là dự kiến sẽ bán được với giá là 400.000. Như vậy thì cô tính được rằng là năm thứ nhất dòng tiền mà cô nhận được là 20.000, và năm thứ hai dòng tiền mà cô nhận được là 420.000. Thì để tính được coi là có nên mua căn nhà này hay không, thì đầu tiên là cô cần phải xác định giá trị hiện tại căn nhà là bao nhiêu. Cô sẽ lần lượt đi chiết khấu cái dòng tiền thuê nhà từ năm thứ nhất về hiện tại nè, 20.000. Cô tính coi là giá trị hiện tại của 20.000 ở cuối năm thứ nhất thì nó là bao nhiêu. Rồi cô tính tiếp là giá trị hiện tại của 420.000 mà cô sẽ nhận được ở cuối năm thứ hai là bao nhiêu. Sau đó cô so sánh với cái tiền mà cô phải bỏ ra đầu tư ban đầu để cô mua căn nhà là 370.000 đô. Và các bạn thấy ở đây là cô đang ghi C0 là âm 370.000 đô đó, để đại diện cho cái việc chi phí đầu tư ban đầu, dòng tiền mà mất mát đi. Và cô tính được NPV của cô lúc này sẽ là âm 17.300 đô. Và NPV mà âm thì chúng ta đưa ra quyết định đó là từ chối dự án. Vậy thì trong cái trường hợp này thì rõ ràng nó đã không có tạo ra được lợi nhuận nhiều như là cái trường hợp mà nếu như mà sau một năm rồi mình bán cái bất động sản đó đi. Do đó là nếu như mà chúng ta đầu tư mua căn nhà này thì chỉ nên đầu tư là một năm rồi bán liền. Còn không, mà nếu mà là 2 năm thì phải làm sao là tăng được cái tiền thuê nhà lên, hoặc là tăng được cái tiền bán nhà ở năm thứ hai lên, thì như vậy mới mang được lợi nhuận nhé. Từ đây thì đối với một chuỗi tiền, chúng ta cũng sẽ có công thức tổng quát để tính được giá trị hiện tại ròng, net present value, như sau. NPV sẽ bằng C0 cộng cho sigma các CI chia 1 cộng R mũ Y, và Y chạy từ 1 đến N. Thì C0 ở đây nhắc lại, đây là một cái khoản đầu tư ban đầu nên là C0 sẽ mang giá trị âm. CI đại diện cho các dòng tiền được tạo ra từ năm thứ 1 đến năm thứ N. R ở đây là lãi suất chiết khấu, là tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư, và N là số 5. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc phần số 1 trong video bài giảng của chương 2 How to Calculate Present Value. Bây giờ hãy cùng cô tóm tắt lại những công thức đã được học trong video phần 1 này nhé. Đầu tiên, các bạn đã được làm quen với giá trị hiện tại cũng như giá trị tương lai của một dòng tiền single cash flow. Công thức để chúng ta có thể tính được giá trị hiện tại đó là các bạn sẽ lấy giá trị tương lai rồi nhân với hệ số chiết khấu. Và các bạn còn nhớ hệ số chiết khấu được tính như thế nào không nè? 1 chia cho 1 cộng R mũ N. Trong công thức mà mọi người đang nhìn lên trên đây thì cô có để thêm yếu tố M. Trong trường hợp khi mà chúng ta cần phải tính có kỳ hạn ghép lại đó thì mình sẽ đưa thêm M vào công thức nhé. Còn để tính được giá trị tương lai của một dòng tiền thì cách thức đơn giản đó là các bạn lấy PV và nhân cho 1 cộng R mũ N lên. Tiếp theo, các bạn đã học về giá trị hiện tại của một chuỗi tiền đúng không nè?
Vậy thì để tính được giá trị hiện tại của một chuỗi tiền, chúng ta sẽ lấy các giá trị hiện tại của các dòng tiền ở năm thứ y và mình cộng lại với nhau, có nghĩa là sigma của các CI chia cho 1 cộng R mũ y, y chạy từ 1 đến n. Và phần cuối cùng đó là ứng dụng tính được giá trị hiện tại dòng của một chuỗi tiền, net present value. Khi mà các bạn đã tính được PV rồi, hãy cộng nó thêm C0. C0 ở đây luôn mang giá trị âm, đại diện cho một chi phí đầu tư ban đầu. Và nguyên tắc để chúng ta thẩm định được một dự án là sẽ chấp nhận dự án nếu như NPV dương, từ chối dự án nếu như NPV âm. Và trường hợp NPV bằng 0 thì chúng ta sẽ có thể chấp nhận hoặc từ chối. Rồi xin hẹn gặp lại các bạn trong video phần 2 nhé.